cause I make rich look rich. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Mini skirt on, take my body in glitter. Flat platform sneakers, all the boys wanna picture. Two foreign cars, I make rich look rich. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Mini skirt on. Ok, xin chào mọi người. Hôm nay thì Kinh Vũ lại lắp đặt cho một cái quán pizza là Noi Pizza, có địa chỉ tại 18 Trần Thiện Trấn, quận 10 nha mọi người. Đây là một quán pizza rất là mới, rất là hiện đại, với cái diện tích không gian lên đến phải tầm 400m2, thì nó sẽ chia làm hai khu vực như mọi người thấy đó. Thì là một khu vực phía trước là nó sẽ tầm khoảng 150m2 và khu vực sau nó sẽ tầm từ 250-300m2. Thì với một cái khu vực rộng lớn như thế này thì bên mình sẽ bố trí cho khách là 6 cái loa ha. Một cái khu vực 150 thì mình bố trí 2 cái loa, và cái khu vực 250-300m2 thì mình bố trí 4 loa. Thì thật ra thì loa thì bên mình đã lắp lên từ cái phần lúc phần thô rồi đó, như mọi người cũng thấy. Thì đây là mình quay ghi hình lại sau khi mà quán đã đi vào hoạt động và thực tế nó sẽ như thế nào. Thì dòng loa hôm nay mình lắp đặt cho quán sẽ mình sẽ lựa chọn là dòng M82G2 đến từ thương hiệu SE Audio Technic, một dòng thương hiệu đến từ Đức. Cái dòng này thì nó có cái âm trầm rất là tốt, nó sẽ xuống được độ trầm đến khoảng 50 Hz lận mọi người ạ. Nên là nó rất thích hợp với những cái quán như là pizza hoặc là quán Beer Garden, rồi những cái quán mà kiểu lao nhẹ là kiểu lao rượu á. Đó. Những cái quán này thì cần âm thanh nó phải hay và đó nó có độ trầm nhất định thì nó mới phục vụ được. Mình ghép với là cái này là mình sẽ ghép với cục đẩy nha mọi người, với vang số. Lý do mình ghép với cục đẩy vang số thì để mình tối ưu cái âm trầm cho cái loa này. Mà loa này nó muốn vậy thôi, chứ nó muốn hay thì mọi người cũng phải tuning setup tương tự như một cái dàn karaoke, chẳng qua là nó không hát thôi nha mọi người, nhưng mà nó phải tuning nhạc, nó khá là mất thời gian về cái bên này. Vì như mọi người biết thì những quán pizza như thế này á, thì đồ nó ít á, nên là phòng nó rất là vang, nên là cũng phải tuning cũng mất khá nhiều thời gian. Nếu mọi người có theo dõi kênh Thiên Vũ của nhiều á, thì mọi người sẽ thấy rằng Thiên Vũ lắp các quán như cà phê, rồi pizza, rồi phòng gym, rồi những quán lao bar, thì mình sẽ thường lựa chọn các dòng loa khác nhau và các cấu hình khác nhau, như là xài mixer, rồi hoặc là xài mixer, hoặc là xài vang số, hoặc là xài những âm ly tích hợp. Thì thật ra là tùy mỗi quán và tùy cái tệp khách hàng mà mọi người đón tiếp á, thì bên mình Thiên Vũ sẽ lựa chọn cho mọi người những cái dòng loa nó phù hợp hơn. Ví dụ như cái quán pizza này đi, tệp khách hàng hầu hết là những tệp khách hàng trẻ, cần nghe những nhạc trend bây giờ như nhạc TikTok, nhạc lo-fi, thì những dòng đó thì nó có cần âm bass cũng phải tương đối một xíu, nên mình đã lựa chọn cái dòng này. Còn nếu mà tệp khách hàng của mọi người sử dụng quán cà phê, mà tệp khách hàng của mọi người mà thích nghe kiểu nhạc trịnh này kia, những cái dòng nhạc bolero nhẹ nhàng, thì không nhất thiết phải xài dòng M82 này, mình có thể sử dụng cái dòng M62 nhỏ hơn đó, hoặc là những dòng loa âm trần cho những cái chất âm phong phú hơn. Thì âm trần thì nó chi phí làm ra thì nó sẽ tiết kiệm hơn là những dòng như thế này. Thì nếu mọi người cần tư vấn hoặc là hỗ trợ tư vấn, hoặc là mọi người đang có nhu cầu xây dựng một cái quán cà phê, những cái nhà hàng F&B á, mà mọi người muốn tư vấn về cái mặt âm thanh như thế này á, thì mọi người có thể liên hệ đến hotline của Thiên Vũ, thì mình là Khánh, mình sẽ tư vấn đầy đủ cho mọi người đó. Dựa trên các kích thước quán của mọi người nè, dựa trên cái nhu cầu mong muốn đầu tư của mọi người với chi phí là bao nhiêu, thứ hai nữa là thứ cuối cùng nữa là cái tệp khách hàng tiếp của mọi người là cái gì, thì mình sẽ lựa chọn tư vấn cấu hình cho mọi người một cái sản phẩm, một cái cấu hình nó phù hợp nhất cho cái quán của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp mọi người. Mọi người đón xem các clip tiếp theo về các quán F&B của Thiên Vũ lắp đặt nha. Tuần này Thiên Vũ lắp F&B nhiều lắm, mọi người nhớ đón xem nhé. Bye bye.